Xin chào anh chị. Như vậy thì thị trường phiên đầu tiên của năm 2023 rất là tích cực. Nay VN-Index của chúng ta đóng cửa là tăng 3,7%, đóng cửa ở 1043.9 điểm, mức điểm tăng rất là ok. Biên độ rất là lớn, đóng cửa cả nhật phiên và thanh khoản cải thiện rất là ok. Đúng không ạ? Số lượng cổ phiếu thì hơn 518.000 hơn 518 triệu cổ, rất là tích cực so với cái giai đoạn gần đây. Đấy thì về cái video này thì mình chia sẻ với chị thì một số cái nội dung. Thực tế ra thì nội dung của sóng đầu tư công á, thì phiên thứ năm vừa rồi tuần trước á, thì mình có chia sẻ với anh chị và mình cũng có đã mua từ cái phiên này gì này. Đấy, tức là phiên ngày thứ năm tuần trước ngày 29 tháng 12 mình có chia sẻ với anh chị rồi. Tức là mình có nói anh chị là cả cái cổ phiếu mà anh chị nên ngắm hướng đến á, là cả cổ phiếu của đầu tư công, thép, bất động sản rồi là chứng khoán. Tuy nhiên bất động sản anh chị nên dè, nên hạn chế, mình có chia sẻ với anh chị rồi. Thì nếu như mà anh chị đã có hàng, chúng ta sẽ bàn chiến lược tí nữa sau. Còn nếu như anh chị mà chưa có hàng mà anh chị còn chờ đợi thì mình nghĩ là cái nhịp sắp tới cũng có rất nhiều cơ hội anh chị có thể tham gia. Tất nhiên anh chị vẫn phải chờ. Để phải chờ. Chờ như thế nào? Chờ mà nếu như mà thị trường mà gì ạ, nó tích cực á, thì chúng ta phải chờ để nó tẹt lại. Tẹt lại khối lượng nhỏ thì chúng ta sẽ ok được, bởi vì vùng cản phía trên nó còn rất nhiều. Đấy, thì nếu như mà ở giai đoạn này thì nếu như anh chị chưa có hàng thì mình lưu ý anh chị rằng là nếu như anh chị mà theo phương trường phái và theo phương pháp là đầu tư dài ấy, thì chúng ta nên chờ về cái điều chỉnh về cái vùng giá hấp dẫn hơn, bởi vì chắc chắn rằng là sẽ trong quá trình tới sắp tới sẽ là có những ý quá trình điều chỉnh. Tất nhiên thì khi nào chúng ta chưa biết, nhưng mà anh chị đầu tư dài đó chúng ta phải chờ, chứ đấy cũng không phải những cái giai đoạn chúng ta đu vào. Còn nếu như mà anh chị mà theo phương pháp theo trường phái phân tích kỹ thuật để anh chị tham gia và đánh, và thì mình nghĩ là thứ nhất là anh chị phải xác định được cái sự đồng thuận của thị trường. Thứ hai nữa là cái yếu tố về kỹ thuật của cổ phiếu là anh chị phải đảm bảo tín hiệu đủ chắc chắn. Đó là nhá, đó là cổ phiếu phải có sự xác nhận và họ tét cung con nhỏ. Đấy, và ở video đó thì mình có chia sẻ với anh chị thứ năm tuần trước rồi, thì bây giờ mình chia sẻ lại với anh chị một số nội dung. Đấy. Thực tế là cái cổ phiếu từ năm tuần trước thì mình có chia sẻ với anh chị, ví dụ như KSP này, đúng không ạ? KSP rất đẹp đúng không? Từ năm tuần trước mua có phải là chiều hôm nay hàng về rất ok gì không? Đúng ok không? Rồi PLC này, đấy anh chị thấy chưa? Đấy, những cái vùng này chúng ta mua được, vì sao? Nó rủ xuống anh nhìn nó tẹt cung lại, nó kéo lên khối lượng nhỏ này. Đấy. Rồi là ví dụ như PLX này. Rồi nhá, dòng thịt heo có BAF này. Đấy, heo ăn cháy này, đúng không? Đấy, thì đó là những cổ phiếu anh chị cần lưu ý trong giai đoạn vừa rồi. Còn trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta chia sẻ rồi, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta quay trở lại đối với yếu tố kỹ thuật ở đây á. Thì anh chị lưu ý rằng là mình cho to lên, anh chị dễ nhìn. Chúng ta to thì anh chị lưu ý rằng là nó sẽ ít cái nền nữa anh chị nhá. Với một cái giai đoạn mà anh chị thấy rằng là vì sao mà mình mua ở cái phiên thứ 5 vừa rồi á, thì mình lưu ý anh chị rằng là không phải là bắt đáy. Và chúng ta thấy là này, sau quá trình mà thị trường có 4 phiên đi ngang này mà có một phiên rủ xuống, và sau đó có một phiên phục hồi như phiên thứ 27 tháng 12 vừa rồi á, thì cả phiên thứ 26 và 27, hai phiên này người ta gọi là phiên SOS1 anh chị nhé. Tức là cái phiên thứ này nó gãy vùng giá của 4 phiên phía trước, và phiên tiếp theo nó kéo lên với khối lượng nhỏ hơn, thì người ta gọi là tín hiệu SOS1. Và sau SOS1 thì thường là cổ phiếu và thị trường chung, ở đây đã, chúng ta đang nói về thị trường chung á, thì thường nó sẽ có sự phục hồi. Thì giai đoạn như thứ 5 vào đôi mùa thì thường là mua nhỏ thôi. Nếu như mà nó tẹt về cái vùng đáy này một lần nữa thì nó sẽ tạo hai đáy á, thì sạp rất thua lù, thì chúng ta thấy rằng là nó phải thấp. Vì sao thấp? Bởi vì nó đã có một cái phiên SOS1 ở đây. Thứ hai nữa là nó đã về những cái vùng thôi nhá. Vùng cái phiên này và phiên bùng nổ này, anh chị thấy rằng là phiên ngày 16 tháng 11 này là phiên này gọi là phiên stopping volume 3. Đấy, thì sau phiên này nó sẽ có sự xác nhận ở đấy á. Thì thường là nó có trên rủ bỏ, thì nó thường nó rủ bỏ về những cái vùng này. Ở những video đó thì mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Đấy. Còn bây giờ như thế này á, thì nếu như anh chị chưa có hàng thì mình nghĩ là anh chị phải chờ. Chờ như thế nào? Với quan điểm của mình thì sẽ rất là nhiều kịch bản anh chị ạ. Không phải là quan điểm của mình mà thị trường chúng thì nó sẽ rất là nhiều kịch bản. Chúng ta sẽ theo dõi sát trong phiên. Nếu như gì nhá, nếu như mà nó lên cái vùng 1050 này á, thì chắc chắn đang đấy sẽ là lên cái vùng này, chắc chắn là nguồn cung sẽ rất là dày. Nguồn cung ở đây này. Đây anh chị thấy là nhìn rất là dày. Thì lên đây sẽ có sự áp lực bán là rất mạnh. Do đó là nếu như nó có lên đây thì chắc chắn nó sẽ có quay đầu giảm lại. Quay đầu giảm lại thì nó sẽ kiểu như thế này chị này. Nó có lên đấy được á, thì nó sẽ quay lại tẹt lại MA20 một lần nữa. Và khối lượng nhỏ á, thì sau đó xác nhận phiên lên á, thì có thể kỳ vọng được là ví dụ như 1050
1150 chẳng hạn, mình lấy ví dụ như vậy đi, ví dụ anh chị nhá, đấy, ví dụ như vậy. Thì nếu như đạt điều kiện này thì anh chị lưu ý rằng là nó phải có quá trình test lại, test lại vùng nhá, test lại thường nó test lại MA20 là thứ nhất, thứ hai nữa nó sẽ test lại vùng nền này gì này, cái vùng mà mấy ạ, 1030 này, tức là nó test lại 1030 này, test lại ở đấy thì yêu cầu câu để nó khối lượng phải nhỏ. Và sau cái quá trình test lại này thì phải có một phiên xác nhận ở phía sau á, thì chúng ta sẽ tham gia ở phía sau này thì anh chị sẽ yên tâm hơn. Đấy, yên tâm hơn. Đây là một cái kịch bản tích cực, đây là một kịch bản tích cực. Ngoài ra còn có một kịch bản nữa. À, đó là kịch bản nào thì anh chị lưu ý rằng là có một kịch bản nữa là nó có thể kéo lên, nó tích lũy ở vùng này luôn. Ở 1050, 1050 này. Nó có thể kéo lên vùng tích lũy ở 1050 này và sau đó có xác nhận đi lên được đấy phía sau này á, thì chúng ta sẽ tham gia ở cái quá trình nó tích lũy ở phía sau này và nó xác nhận phía sau này. Thì đấy là cái chiến lược thứ hai nó có thể xảy ra. Đấy, thì chúng ta sẽ tham gia đây. Còn một cái kịch bản xấu á, thì một cái kịch bản xấu thì anh chị lưu ý rằng là gì, như thế nào ạ? Nó có thể nhá, nó có thể là nhá, nó lên đến một phát nữa này. Sau đó nó chứ ạ, nó test lại MA20. Test lại MA20 với kịch bản số 1 như lúc nãy mình chia sẻ với anh chị, nếu như khối lượng nhỏ á thì nó có thể xác nhận phía sau, chúng ta sẽ tham gia đây là rất ok. Còn nếu nó test lại đấy khối lượng lớn á, và cái giai đoạn này nếu như nó rơi vào trùng vào cái quá trình nữa, đó là gì, báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 của 2022. Và cái kết quả báo cáo kết quả kinh doanh ở quý 4 2022 thì anh chị biết rồi, hôm nay thì nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh, kết quả kinh doanh quý 4 xấu hay tốt đều tăng trần, nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Nhưng mà nếu như mà giai đoạn này có xảy ra thì thị trường sẽ giảm tiếp. Do đó cái chiến lược ở đấy chúng ta không đoán được, và chúng ta sẽ xây dựng cả kịch bản. Khi thị trường mà đi theo kịch bản nào, ví dụ kịch bản số 1 thì chúng ta sẽ tham gia, kịch bản số 2 chúng ta sẽ tham gia. Còn nếu kịch bản này nó tẹt lại khối lượng lớn á, thì anh chị sẽ coi chừng nó sẽ giảm. Nó giảm về đâu thì chưa biết, nhưng nếu như nó mình lại đơn giản nó giảm từ 1040 này mà nó giảm về cái vùng này, về 1000, về vùng 975 này chẳng hạn. Ví dụ như vậy nhá, nó có thể thùng cái đáy nó một phát. Mình nói đơn giản như vậy thôi, là nó đã chúng ta đã thua lỗ rất là nhiều rồi. Chúng ta đú ở đây là chúng ta thua lỗ từ vùng này đến đây là chúng ta biết nhỉ. Chúng ta sẽ thua lỗ rất là nhiều. Đấy, và khi đó thì chúng ta thể là mất cái bình tĩnh và quá trình xử lý sẽ là nhỉ. Không chuẩn nữa thì chúng ta sẽ dần đến là thua lỗ và mất tiền. Đấy, còn một cái nét lưu ý nữa anh chị cần có, đó là gì ạ? Đó là khi mà những dịp Tết á, thường những dịp trước Tết anh chị nhé, thường cái dịp Tết sau Tết đầu tiên của phiên đầu tiên của Tết dương lịch á, là thường thị trường nó kéo rất là mạnh, nhưng mà kéo được một số phiên thôi, sau đó nó lại xịt. Đấy, thì anh chị theo tham khảo thêm, mình có tổng hợp ở đấy, nhưng mà ở đấy thì những cái này thì mình giờ làm trong cái nội bộ cá nhân của mình thôi. Đấy, ví dụ như nó kéo lên đây này. Đấy, dạng tất nhiên yếu tố vì mô hiện tại nó khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng nó kéo lên được một số phiên nó giảm. Ví dụ rất nhiều anh chị. Đấy, ví dụ như đây nó giai đoạn này nó kéo lên, nó kéo được một quá trình sau đó nó giảm tiếp. Đấy, thì thường là cũng nó trùng hợp ở chỗ này anh chị này, nó trùng hợp ở chỗ nào anh chị biết, nó trùng hợp ở chỗ đó là thường là đến cái dịp Tết đó là thường tháng 1, tháng 2, thường là giữa tháng 1. Đó là thường giữa tháng 1 hoặc cuối tháng 1 thì nó rơi vào mua kịp báo cáo kết quả kinh doanh quý 4. Đấy, do đó là thị trường là khá là rủi ro. Thì anh chị cũng cân nhắc những cái việc như đó, như mình vừa trình bày. Thì nếu như nó kéo lên được, nó tích lũy lại ở trên 1050, ok thì sẽ xác nhận phía sau, chúng ta sẽ tham gia. Còn nếu không mới nó tẹt lại là rất ok nhất. Nó tẹt lại ok nhất, ví dụ như giai đoạn này. Đây, anh chị thấy chưa, nó xác nhận này, nó vượt MA20, sau đó nó phải tẹt lại. Và cái quá trình tẹt lại này là chúng ta thấy chưa, khối lượng nó nhỏ xuống. Và sau đó chứ, nó tẹt lại một lần này nữa. Tẹt lại một lần này nữa thì chúng ta thấy rằng phiên này chúng ta có thể tham gia. Đấy, phiên này là tham gia sớm. Còn tham gia muộn hơn thì anh chị sẽ tham gia phiên này. Đấy, thì như mình thì hôm nay có thể là anh chị thấy rằng là trên nhiều nhóm, đôi nhóm có thể là hôm nay anh chị cũng có thể được khuyến nghị mua. Nhưng mà mình thì mình mua từ phiên thứ 5 và thứ 6 tuần trước rồi. Phiên này và phiên này. Thì vì sao thì mình đã giải thích cho anh chị rồi. Tức là nó có phiên SOS1 và nó đã nhá, nó tẹt về những cái vùng nhá, vùng của phiên bùng nổ và quá trình tạo nên ở phía trước, do đó là khả năng thua lỗ nó sẽ thấp, do đó mình sẽ lấy những cái giai đoạn này. Còn như phiên hôm nay thì mình sẽ về cơ bản là mình sẽ không mua. Còn nếu như nó lên ở đấy, nó lên nó như phiên ngày mai, chắc chắn đầu phiên ngày mai sẽ là gì, thị trường sẽ tăng khá mạnh. Còn phiên chiều không biết, nhưng thường là đầu phiên sáng chắc chắn sẽ tăng mạnh. Còn khi nó tăng mạnh chúng ta thấy nhá, như mình chẳng hạn có cổ phiếu thì mình sẽ chốt, mình sẽ cân nhắc, mình sẽ chốt 1/4, 1/2 thì tùy, nhưng mà tùy bao nhiêu diễn biến trong phiên.
Do đó là những chiến lược mà giai đoạn này đánh ngắn thôi, thì chúng ta cần phải có những cái tư duy như vậy. Thì đó là quan điểm của mình về thị trường. Còn nếu như anh chị nhìn đơn thuần đến yếu tố trên biểu đồ khung 1 giờ á, thì anh chị cũng thấy đây này. Nếu như mà anh chị theo nến và theo MACD các kiểu, anh chị thấy là ở khung thời gian 1 giờ thì anh chị thấy là MACD bắt đầu hướng lên thì khá là tích cực. Tuy nhiên anh chị nhìn đến bộ biểu đồ nhá. Ở 1050 này anh chị này, thấy là anh chị thấy là gì ạ? 1050 đến 60 này. Đấy là một vùng cản rất là mạnh. Đấy, vùng cản này rất là mạnh. Và muốn muốn lên được á thì rõ ràng nó phải lên 1050 này. 1050 này, nó phải quay lại test lại 1030. Quay lại test 1030. Hoặc là nó tích lũy ở 1050 thì sau đó mới có quá trình vượt được cái vùng nền này, vượt được vùng cản này, thì khi đó mới có được cái đà tích cực. Tuy nhiên thì về đánh giá tích cực ở giai đoạn này thì mình đánh giá là quan điểm của mình thôi chứ nhé. Quan điểm của mình thì anh chị thấy rằng là nó có, mình nghĩ là nó sẽ kéo đến vùng này, có khả năng nó sẽ có sự rũ bỏ tiếp, nó sẽ có sự rũ bỏ tiếp theo. Đó là chúng ta cần hết sức cẩn trọng trong quá trình đầu tư. Còn bây giờ chúng ta đi vào cả cái cổ phiếu đó là sóng đầu tư công. Thì thực tế là mình đã chia sẻ với anh chị rồi, cả cái cổ phiếu mà ví dụ cái PLC, PLX này. Ở trong thịt heo thì không liên quan đầu tư công, nhưng đấy là những cổ phiếu mình đã chia sẻ với anh chị từ tuần trước rồi. Đúng không? Nếu như anh chị mà mua được thì xin phép xin là chúc mừng anh chị thôi. Còn cả cổ phiếu liên quan đầu tư công thì nó ở đấy thì có cái PLC, PLC, PLX. Còn ngoài ra còn có cả cổ phiếu khác như ví dụ như này. Ví dụ Hòa Bình chẳng hạn, anh chị thấy rằng nó đã tạo hai đáy. Đáy này thì khối lượng nó đạp xuống kéo lên thì thường thế này nó thấy không ok lắm đâu. À, nó đạp xuống và nó kéo lên một khối lượng lớn thế này thì thường nó không tốt lắm, anh chị theo dõi thêm. Nhưng mà vô thứ hai là vùng cản phía trên này nó còn rất dày. Thứ ba nữa là nó còn đóng cửa dưới EMA, nó vùng giá còn nằm dưới EMA 20. Thì nếu như chúng ta muốn tham gia thì anh chị phải chờ nó vượt lên EMA 20, nó test lại EMA 20 thì chúng ta sẽ tham gia. Còn nếu như nó test lại EMA 20 một khối lượng lớn thì chúng ta sẽ bỏ, đúng không ạ? Rồi ví dụ C4G này. Đấy, C4G thì nếu như thường thì người ta sẽ mua như phiên hôm nay. Đấy, nhưng mình thì mình phải không mua như phiên hôm nay. Anh chị thấy đang đấy ạ. Nếu như mà nó lên vượt vùng này thì thường nó phải có xu thế là gì ạ? Nó xu thế là phải quay lại tẹt, hoặc là nó phải tích lũy lại. Và đấy là một vùng cản khá là dày. Do đó là thường là cổ phiếu này nó sẽ chưa lên được. Và chúng ta sẽ chờ nhịp trái. Chúng ta sẽ chờ như thế nào? Chờ khi nào mà những nhà đầu tư này mua ở đây này, mua phiên hôm nay này và phiên hôm qua, phiên thứ sáu tuần vừa rồi. Hàng về, tức là chiều mai và chiều ngày kia, chiều thứ năm thì chúng ta thấy là nó sẽ có quá trình rũ bỏ xuống, và quá trình rũ bỏ xuống này và khối lượng nhỏ á, và sau đó có xác nhận phía sau thì chúng ta sẽ tham gia thì nó để ok hơn. Đấy, đó là cái cách đầu tư của mình. Còn nếu như đu hôm nay thì mình sẽ không đầu tư, sẽ không đu. Rồi ví dụ như này, ví dụ như VCG cũng vậy. VCG thì thường là hôm thứ sáu hoặc là phiên hôm nay anh chị có thể mua một phần khoảng 10%. Tuy nhiên lên vùng cản này anh chị nhé, lên vùng cản này và vùng cản này chúng ta thấy là nguồn cung ở đây. Chúng ta nhìn được khối lượng chúng ta thấy rất là rõ. Và khi nguồn cung ở đấy dao động và nguồn cung khá lớn thế này thì thường là nó sẽ có quá trình tích lũy lại, hoặc là nó sẽ tẹt lại. Nó sẽ tẹt lại. Nó mà tẹt lại thì nó chúng ta thấy ok. Chúng ta sẽ tham gia ở nhịp số 2 phía sau này. Có thể giá cao hơn tí hoặc là giá thấp hơn, chưa biết nó sẽ tẹt về những vùng nào, nhưng chắc chắn nó sẽ có quá trình tẹt lại. Đó là điều chắc chắn anh chị ạ. Đấy, bởi vì nguồn bên này chúng ta thấy là quá trình này và quá trình này đây. Thì quá trình tích lũy đấy chúng ta thấy là con ngắn, do đó là nó sẽ không lên. Đấy, có lên được thì nó phải quay đầu lại. Rồi HHV cũng vậy thôi anh chị. HHV cũng vậy thôi. HHV lên vùng này thì tích cực nhất á, thì nó phải tích lũy ở vùng này. Nó sẽ tích lũy lại ở vùng này thôi. Và giao động ở 10 đến 11.000 nên nó phải có quá trình tích lũy lại. Đó là trong trường hợp tích lũy ok nhất. Còn lên luôn thì thường là anh chị sẽ mua được phiên thứ sáu vừa rồi thì ok. Còn như hôm nay nó đu vào là sẽ rất rủi ro. Đấy. Ngoài ra chúng ta thấy đấy, nó có thể phiên ngày mai nó kéo sau đó nói bán cụt đầu ở đấy nó sẽ quay lại tích lũy. Đấy. Nhìn chúng là cả cổ phiếu liên quan đầu tư công, ví dụ PC1, FCN, FCN cũng vậy thôi. Khả năng như thế này lên gặp vùng đỉnh trước thế này là khả năng này nó phải cân bằng. Và chúng ta phải chờ khi nào hàng của những anh đủ hôm nay này, các nhà đầu tư đủ hôm nay ấy, thì chúng ta phải chờ hàng của những anh này về. Và những anh này phải bị rũ bỏ, những nhà đầu tư mua hôm nay phải bị rũ bỏ và khối lượng nhỏ xuống á, thì chúng ta sẽ tham gia nhịp số sau. Đấy, sẽ là ok hơn anh chị nhá. Thì đó là cái chiến lược của mình. Đấy, thì hy vọng rằng những phân tích như vậy thì sẽ góp ích cho anh chị quá trình đầu tư. Và anh chị cứ liệt kê lại tất cả mà xem. Anh chị liệt kê lại tất cả mà xem. Ví dụ như đây này. Anh chị thấy rằng là như đu cái này thì hàng về có phải là rủ xuống không? Rủ xuống đấy phải cắt lỗ không? Sau đó sẽ mua phía sau này thì nó là yên tâm hơn, đúng không ạ? Đấy, yên tâm hơn. Đấy. Còn như đây cũng vậy. Tức là anh chị đu phía sớm này thì rõ ràng nó phải rủ tiếp. Đấy, đu đấy nó rủ tiếp. Và chúng ta phải đu ở phía giai đoạn phía sau. Đấy, tức là nó phải test lại khối lượng nhỏ như thế này. Test lại với khối lượng nhỏ như vậy thì nó mới yên tâm được.
Còn như hiện tại chúng ta thấy là khối lượng ở đấy vẫn còn khá lớn. Đấy, khối lượng của phiên này chúng ta thấy vẫn còn khá lớn. Và kéo lên như phiên thứ sáu vừa rồi là khối lượng kéo lên vẫn khối lượng vẫn khá rất là lớn. Do đó là thường nó sẽ chưa lên được. Thường cái gì nhá, có thể phiên ngày mai ngày kia nó tăng, nhưng mà ngày mai nó có thể tăng, nhưng mà phiên ngày kia chúng ta xem thử lên gặp tiếp cận đến đỉnh trường như thế nào thì chúng ta có chiến lược trong giao dịch. Cho mình thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ tích lũy lại thì tham gia, còn nếu không nó sẽ vứt. Đó là dòng đầu tư công. Còn cả cái cổ phiếu khác, ví dụ trong thép sau này vừa rồi mình có mình chia sẻ với anh chị là không phải là nói như vậy là mình cầm tiền hay là mình cầm cổ phiếu là gì, nhưng mình vẫn có tiền, mình vẫn cầm vẫn có cổ phiếu nhá. Tỷ lệ cổ phiếu mình không nhiều, nhưng mà hiện tại mình vẫn có cả cổ phiếu, ví dụ như KSB, PLC, PLX, rồi BAF, rồi Nam Kim đấy, 1 tỷ VND vẫn có đấy. Đó là nó thật với anh chị như vậy. Rồi tiếp theo về dòng thép vậy, dòng thép á thì ví dụ mình mua Nam Kim là chiều hôm nay hàng về, thì cái chiến lược phân tích giống như thị trường chung á, khi nó đã gãy ở vùng này thì nó phải có quá trình test lại, và phiên test lại này gì này, nó đạp xuống phiên này này, và phiên này thì anh chị thấy rằng khối lượng của phiên sau kéo lên này là phải nhỏ đấy, thì chúng ta phải mua cái nền phía sau này đấy. Nhưng mà bây giờ nó lên rồi chúng ta không khẳng, bây giờ mà nói là nó chém dấu, nhưng mà mua những biến thứ năm vừa rồi là vẫn có thể, là vẫn có thể phải cắt lỗ. Nhưng mà vì sao không cắt, bởi vì nó đã đóng cửa vượt EMA 50, là phiên này này, phiên 27 tháng 12 là nó vượt EMA 50, và hai phiên sau chúng ta thấy là nó vẫn đóng cửa đến EMA 50 là thứ nhất, thứ hai là hai phiên nó là khối lượng nhỏ, thứ ba là cái biến đồ nó nhỏ cho nên chúng ta mới mua được đấy, chứ không phải là nó biến đồ mà rất dài và khối lượng lớn thì nó đang nó thấy không mua được đấy. Đấy, như thế này chúng ta thấy là hôm nay hàng về nó là khá yên tâm đúng không ạ. Nhưng mà cổ phiếu này lên những vùng này thì thường có lên được mấy 4.000 này thì mình quán điểm mình là nó phải có quá trình dao động ở đây, nó có lên nên nó phải dao động ở đây. Và nếu như anh chị có những cổ phiếu này như mình chẳng hạn thì đang lên mấy 4.000 này, nếu như anh chị nhé, nếu nó có lấy được vùng này thì anh chị nên cân nhắc. Nếu mà lỏng lẻo á thì anh chị nên chốt đấy, nên chốt. Còn nếu mà nó dao động lớn hơn nữa thì chúng ta nên bán 1/2, còn nếu như mà nó chặt chẽ thì chúng ta có thể tiếp tục cầm đấy. Nhưng mà mình thì lên đây thì thường mình sẽ chốt đấy, mình sẽ chốt đấy. Tương tự như vậy đối với Hoa Sen và Nam Kim đó, xin lỗi, đối với Hoa Phát và Nam Kim đó đấy, với một cái vùng cản thế này, khối lượng lớn thế này thì thường nó sẽ rất là khó để lên đấy, thường là rất là khó để lên anh chị. Và muốn lên được nó phải tích lũy lại, nó phải tích lũy lại. Và nếu như ok được thì mình đánh giá là phải 6 tiết âm, 6 tiết âm, 6 tiết âm là mình quan sát thấy là có rất nhiều cổ phiếu để có thể chúng ta đánh ngắn anh chị nhé. 10, 15, 20% là rất dễ, rất nhiều cổ phiếu, không hề chém gió nhé, không hề chém gió. Anh chị xem thêm ví dụ dòng chứng khoán cũng vậy, tương tự như dòng thép. Đây, anh chị thấy chưa? Nó này, một phiên này là phiên đạp lại kéo lên khối lượng nhỏ như thế này, giống Nam Kim không? Giống Sen không? Hoa Sen không? Đấy, và sau đó là cả phiên rủ phía sau những khối lượng nó nhỏ. Đấy, thì chúng ta có thể mạnh dạn mua một phần như ở đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là giá đóng cửa vẫn, mặc dù hôm nay nó tăng rất là mạnh, tăng trần, nhưng mà giá đóng cửa vẫn còn dưới EMA 20. Do đó là nó mà cũng vượt EMA 20 á, thì kiểu nó thì thế này, tích cực ấy, chúng ta đang nói là nếu kịch bản tích cực nó có thể lên đây á, thì nó phải tiếp tục tích test lại. Đấy, test lại. Và test lại đấy khối lượng nhỏ anh chị này. Nếu nó test lại khối lượng nhỏ á thì chúng ta sẽ tham gia phía sau này, thì đấy sẽ là ok hơn. Đấy, còn nếu như mà anh chị chưa có hàng thì mình nghĩ là anh chị không vội, chúng ta phải chờ đợi thôi. Chờ đợi là hạnh phúc, chờ đợi sẽ là thành công. Và mình nghĩ rằng là giai đoạn này nếu như vậy đạt như thế này chúng ta sẽ tham gia. Đạt như thế này là tham gia. Còn nếu không đạt như thế này, bây giờ nó test đấy khối lượng nhỏ và nó kéo lên khối lượng, đạp xuống cái khối lượng lớn và kéo lên khối lượng nhỏ, xác nhận anh chị rất là dễ phải dính vào quả bút trạc. Mình lấy ví dụ dòng thép qua đường line này, mình cảnh báo anh chị này, cảnh báo nhá, chúng ta không đoán được nhá, đây là có thể là một cái vai này, chuẩn bị trước tinh thần anh chị ạ, chúng ta phải lên cả cái kịch bản sẵn. Đấy, đây là một cái đầu anh chị này đấy, và nếu như nó có hồi lên vùng này này là đấy có thể rất dễ để một cái đầu đấy, rất dễ có một cái đầu ở đây. Nếu như lên đây bây giờ lỏng lẻo là có chừng nó có thể là giảm sâu về phía dưới này, ví dụ ít nhất là 10.000 ở dưới đây đấy, mua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ra nữa thì có thể là một phát đi về đấy chẳng hạn, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ thua lỗ đủ ở đây, là chúng ta thua lỗ. Nhìn đến điều đó thế này, nhìn trong tài khoản là thấy ấm rất rất nhiều đấy. Do đó thì chúng ta cần trọng như thế này. Nam Kim cũng vậy gì nhá, Nam Kim cũng vậy, như thế này mình chưa chắc chắn gì đâu. Mình cảnh báo với anh chị là nhá, mình có cổ phiếu này, mình khẳng định anh chị là không phải là không có cổ phiếu là ông hu hoa thế này đâu. Đấy, một cái đầu anh chị này rất dễ nhá. Đấy, một cái đầu này, ở đây cái vai này, cái đầu này nó mà hôi lên một tí nữa đấy, và giá đoạn này lỏng lẻo thì cẩn thận đấy, sẽ có là hình thành một cái đầu đấy. Và có nhiều nhà đầu tư bảo đấy là mô hình 3 đỉnh, hoặc là nó có thể kéo cao lên đây thì sẽ là 2 đỉnh đấy, thì chúng ta hết sức rất cẩn trọng, hết sức rất cẩn trọng, bởi vì thị trường này là trước có yếu tố gì có thể khẳng định là chắc chắn đấy. Đó là mình phân tích quá này anh chị, cẩn thận như vậy. Ví dụ SSI này cùng cái chiến lược của nó như vậy,
nó hồi lên đấy, nó hồi lên đấy mà chúng ta thấy đấy, nó phải test lại, tức là cổ phiếu này nó phải hồi lên vượt MA 20, nó test lại MA 20 mà nó khối lượng nhỏ, test lại khối lượng nhỏ và kéo lên khối lượng lớn thì chúng ta đã tham gia đây lại yên tâm. Còn nếu như thế này nó hồi lên một khối lượng nhỏ tiếp á là anh chị cũng cẩn trọng, đấy có thể là một cái đầu đấy, và đấy có thể là một cái vai đấy, và đấy có thể là gì ạ, có thể là một cái vai bên này được đấy, cao hơn thấp hơn cũng biết đâu đâu là tâm này, thì chúng ta hết sức rất cẩn trọng anh chị, hết sức cẩn trọng à, cẩn thận không bao giờ thừa, cẩn thận không bao giờ là thiếu trong quá trình đầu tư. Do đó anh chị cần cẩn trọng như thế này á, và lên đấy anh chị cẩn trọng dao động lỏng lẻo như vậy, cái kiểu dao động thế này anh chị nên sụt ngay đấy, chứ không phải là mua mua bán bán là chết ngay đấy, mất tiền ngay. Tương tự như vậy đối với VND rồi HCM các kiểu, tức là yêu cầu của nó là cái chiến lược của mình là chúng ta phải mua cái kỹ thuật mua sau phục hồi, là anh chị cần lưu ý rằng nó phải test lại, yêu cầu phải test lại và test lại khối lượng phải nhỏ à, test lại tức là nếu như anh chị theo VND ấy thì anh chị biết rằng phiên test lại là phiên SO S3 anh chị nhá, anh chị đọc thêm cái đó, mình có chia sẻ những cái đó cho nhóm khách hàng của mình đấy, đấy. Thì đó là về dòng trong thép à, xin lỗi, dòng chứng khoán, dòng thép phân tích rồi. Dòng ngân hàng nhé, dòng ngân hàng hôm nay các cổ phiếu tăng điểm để làm cho điểm số của chỉ số VN đấy chúng ta tăng mạnh đấy, nhưng thực tế là mình nhìn thấy nhá là chúng ta cũng thấy rằng là cả cổ phiếu hôm nay tăng rất tích cực này, ví dụ Vinhome anh chị thấy rằng là như thế này rất khó để lên anh chị này, cho chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với thị trường này, hết sức cẩn trọng đối với thị trường, có thể kéo lên một phát đấy nữa đấy chứ, cái đâu quả đâu đấy này kéo lên 1 tỷ đấy là lấy hình thành cái vai đấy, trong trường hợp này vai thuần nhưng mà vai đâu vai thiếu cái gì nhá, vai đâu vai đáng lại có vai bên này, nếu không có này thì cái vai bên này đấy rồi, nhưng mà đấy cẩn thận như thế này, do là cả cổ phiếu như ví dụ Vinhome này đóng điểm số rất ok à, góp phần tích cực đối thị trường, nhưng mà những quả thế này nhìn để lên rất khó gì, rồi vì VIX này, VIX thì có thể là có con nên tạo đáy đấy nhưng mà lên đó, thì bây giờ chúng ta thấy là rất khó rồi gì ạ, rồi vì cả cổ phiếu ví dụ như VRE BIDP đấy, quả này quả hai đỉnh khá rõ đấy, theo quan điểm mình là quả này quả hai đỉnh khá rõ, đó là xu thế tờ mới á, tích cực nhất thế nói thì tích lũy lại không nó rơi thôi, còn nếu mà lên á là mình đánh giá sẽ không cao, mình đánh giá sẽ không cao gì, anh chị xéo rồi mà xem. Rồi vì Vietcombank như vậy này, như thế này là có thể kéo lên nó làm quả đỉnh đấy nữa, là một đỉnh này, đấy hai đỉnh này đấy, và giảm khối lượng lớn thế này thì thương nó rất là khó lên, dao động thế này là thương rất là khó đấy, không phải là dọa hu dọa cho anh chị đâu, nhưng mà anh chị hết sức rất cẩn trọng. Rồi ví dụ VRE như vậy này, VRE này đấy kiểu này này mà lên được là rất khó, do đó là chúng ta cần đánh giá thị trường trong một cái bối cảnh như thế này, những cổ phiếu nó ảnh hưởng đến điểm số và đặc biệt là mua báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 sắp tới nữa đấy, thì đứng đến cái góc độ là cũng vừa có tiền cũng vừa cầm cổ phiếu là mình cũng chia sẻ thật lòng với anh chị như vậy thôi, các anh chị cần cân nhắc xem xét thêm đấy. Rồi tiếp theo là các cổ phiếu liên quan đến cái dòng tiếp theo mà mình nghĩ là nhịp tới có thể ok được, đó là Vĩnh Hoan này đấy, nhưng mà mua như hôm nay á, thì anh chị nếu mua thì mua sớm một phần thôi, còn mình thì mình vẫn chưa mua, mình phải chờ chứ nào, chờ khi nào nó lên trên kéo thật cả lên đến 1 tỷ nữa kể nó đấy ạ, nó tích lũy lại đấy, tích lũy lại và nó xác nhận ở phía sau này thì mình để tham gia ở phía sau này, còn như hôm nay thì mình cũng không mua đấy. Rồi ví dụ như ANV cũng vậy, ANV gặp đỉnh trước thế này và khá gần thế này rất khó để lên anh chị, nó có lên đấy nó sẽ bị bán cụt đầu ngay, anh chị theo dõi mà xem. Rồi ví dụ CMX cũng vậy thôi, nó phải có quá trình tích lũy lại, và dòng thủy sản thì mình nghĩ là quá tiện ấm á, có thể tâm nhiều dòng trong đó dòng xây dựng này, đầu tư công này, rồi là dòng gì ạ, dòng thủy sản này, rồi dòng thép chứng khoán này đấy, thì có thể là chúng ta sẽ có những cái nhịp chúng ta tham gia ở phía sau đấy, rồi là cả cổ phiếu khác liên quan đến đá thì ví dụ như KSB mình nói rồi, DHA thì chúng ta quá điểm để mua rồi, vừa rồi chỉ có KSB thôi, và khả năng KSB lên vùng này sẽ có quá trình dao động đấy, sẽ có quá trình dao động là chắc chắn, nó có thể kéo lên một phát nó sẽ tẹt lại, cái kiểu nó vận động nó có thể là như phiên ngày mai nó có thể kéo lên một tí, sau đó là phiên chiều là bán cụt đầu lại đấy, phiên chiều có thể bị bán cụt đầu lại nhá, nó tẹt lại vùng 20 này đấy, sau đó đấy nhá, nó có thể sạc lên phía sau này, thì có thể như thế này là ok nhất, còn nếu không như thế này thì cổ phiếu sẽ không lên được, không có như thế này là cổ phiếu không lên được, và đấy là kịch bản tích cực nhất, đấy là kịch bản tích cực nhất anh chị, để con kéo lên đến hầm 2000 để mà quả giá đồng tiền này thì mình đánh giá là không cao, nó có thể xảy ra nhưng mình đánh giá sẽ không cao đấy. Thì trên đây là một số phân tích nhận định của mình về thị trường chung cũng như là cả nhóm ngành cổ phiếu đấy, hy vọng đó những phân tích nhận định của mình góp ích cho anh chị trong quá trình đầu tư
À, mọi thắc mắc anh chị có thể trao đổi hoặc là về cổ phiếu hoặc về chiến lược đầu tư anh chị có thể kết bạn với mình thông qua số điện thoại có trên màn hình. Video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong video lần sau.